chào các bạn, tôi là Tuấn Hoàng, chuyên gia đầu tư của AZFI Việt Nam. Thì hôm nay tôi sẽ trình bày đến quý vị nhà đầu tư, những nhà đầu tư mới vào thị trường thì cần tìm hiểu những tham số cơ bản nào trong đầu tư cổ phiếu ấy. Một cổ phiếu thì bao giờ khi các bạn nhìn thấy thì thấy giá cuối cùng luôn, đó chính là giá đóng cửa của ngày hôm đó. Ví dụ như đây là cổ phiếu, ở đây là FPT, giá đóng cửa là 48.200 đồng. Giá mở cửa là giá mà giữa người mua người bán giao dịch với nhau tại phiên khớp lệnh ATO thì là chính là 46.950 đồng. Giá cao nhất, tức là cái giá mà khớp lệnh giữa người mua người bán cao nhất trong phiên, giá thấp nhất là giá khớp lệnh thấp nhất trong phiên. Khối lượng giao dịch là số lượng cổ phiếu được trao tay giữa người mua và người bán trong phiên hôm đó. Vốn hóa là chính là bằng cái giá đóng cửa của phiên hôm đó nhân với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Ở đây đối với cổ phiếu này, số lượng cổ phiếu đang lưu hành đâu đó khoảng 678 triệu cổ phiếu, thì chúng ta nhân được 48.200 nhân với cả 678 triệu cổ phiếu thì đâu đó ra cũng khoảng 32.000-33.000 tỷ. Đó là gọi là vốn hóa. Dư mua là số lượng đặt mua ở phía dưới, và dư bán là khối lượng đặt bán ở phía trên. Cao nhất năm 2 tuần và thấp nhất năm 2 tuần, khối lượng bình quân năm 2 tuần. Đây là một cái con số thống kê trong một năm vừa qua. Cái giá cao nhất của cổ phiếu này là bao nhiêu và giá thấp nhất của cổ phiếu này là bao nhiêu. Trong trường hợp cổ phiếu này thì ta nhìn thấy rằng là cao nhất năm 2 tuần là 48.200 và cũng đang là mức này, chứng tỏ rằng là cổ phiếu này đang cao nhất, vượt đỉnh mọi thời đại. Thấp nhất năm 2 tuần là 36.200 đồng. Thì nhìn thế này chúng ta nhìn thấy rằng là cái mức tăng giá của cổ phiếu nó khoảng bao nhiêu phần trăm, đúng không ạ? Từ 36 lên 48 là tổng cộng là 12 giá thì đâu đó khoảng gần 30%, đúng không ạ? Khối lượng giao dịch bình quân năm 2 tuần, tức là trong thời gian qua cái khối lượng giao dịch của công ty này khoảng bao nhiêu, thì trong năm 2 tuần, tức là trong 1 năm qua, khối lượng giao dịch trung bình phiên là 845.000 và hiện tại đang là 2,8 triệu cổ phiếu trong ngày phiên ngày hôm nay, chứng tỏ phiên ngày hôm nay đối với cổ phiếu này nó đang là tăng giá rất là mạnh, đồng thời với đó là khối lượng giao dịch cũng tăng rất là mạnh so với trung bình năm 2 tuần. Đó ạ. Nước ngoài mua ở đây không có thống kê ạ. Nước ngoài sở hữu, phần trăm nước ngoài sở hữu là tỷ lệ nước ngoài sở hữu trên công ty này. Đối với công ty này thì cái tỷ lệ tối đa nước ngoài được sở hữu là 49% và nước ngoài đang sở hữu full room. Những cổ phiếu mà có sự full room này chứng tỏ là thông thường là những cổ phiếu khá là mạnh. Cổ tức tiền mặt 2.000 đồng là mỗi năm công ty này thì trả 2.000 đồng cổ tức tiền mặt, và tỷ suất cổ tức ở đây bản này bị lỗi ấy, thì chúng ta có thể tự chia, ta lấy 2.000 đồng này chia cho 48.200, đâu đó thì nó đâu vào khoảng gần 4%, đúng không ạ? Beta ở đây không thống kê ạ. Beta nó là cái độ biến động của cổ phiếu so với cả VN Index. EPS này chính là bằng lợi nhuận sau thuế chia cho số cổ phiếu đang lưu hành. Ở đây Tuấn có ghi luôn đây để quý vị được theo dõi. EPS thì bằng lợi nhuận sau thuế chia cho số cổ phiếu được lưu hành. P/E chính là price trên equity, chính là bằng 48.200 này chia cho 3.900 này, và PE đâu đó khoảng 11.99 lần. Cái số lượng PE này nó thể hiện rằng là cổ phiếu đang đắt hay rẻ. Thông thường cổ phiếu mà ví dụ dưới 10, tức là đâu đó là khoảng 10 năm chúng ta sẽ hồi vốn nếu như công ty tiếp tục tạo ra dòng tiền như hiện tại. Forward P/E thì cái này, con số này thông thường thì các công ty chứng khoán sẽ là con số ước, do vậy nó sẽ thường không chính xác. Quý vị đầu tư, nhà đầu tư nên tập trung vào con số P/E này. Và đối với con số forward P/E thì nhà đầu tư nên tự tính, chứ không nên tin tưởng vào các số liệu trên trên các trang web.
BVPS, BVPS chính là giá trị vốn chủ sở hữu trên một cổ phiếu, một cổ phần là bằng 22.896 đồng. Và sau đó P trên B này chính là bằng cái con số 48.200 này chia cho BVPS là bằng 2.11. Đó. Thì cái BVPS này nó giống như là cái tài sản cố định mà bạn đã thực tế đầu tư vào công ty. Ví dụ như là tôi lấy ví dụ như thế này. Quý vị đầu tư thành lập một công ty trồng rau chẳng hạn. Đó, thế thì cái vốn thực tế mà quý vị đầu tư vào, ví dụ bỏ ra khoảng 1 tỷ để xây chuồng trại là trồng rau, thì cái BVPS nó sẽ khoảng 1 tỷ. Đó ạ. Thì cái P trên B này thể hiện rằng là cái giá trị, cái giá mình phải đang phải mua trên cái giá trị tài sản hữu hình. Đó ạ. Ngoài ra một số chỉ tiêu khác mà quý vị nhà đầu tư sẽ hay được nhắc đến trong các bản phân tích thị trường, giống như một số cái như là độ rộng thị trường, là sẽ có bao nhiêu cổ phiếu sẽ cùng đi lên và cùng đi xuống. Nếu độ rộng thị trường mà rộng, tức là nhiều cổ phiếu cùng đi một chiều đó, thì nếu như thị trường tăng mà có độ rộng thì chứng tỏ là sự tăng này rất là bền vững. Đó là ý nghĩa của từ độ rộng thị trường. Giá trị giao dịch thì chính là bằng giá bình quân giao dịch, tức là ví dụ đây là 48.200 là giá đóng cửa cao nhất, giá đóng cửa. Nhưng mà cái ví dụ trong phiên ngày hôm đấy giao dịch trung bình là khoảng 48.000 chẳng hạn, thì chính là bằng cái giá trị bình quân giao dịch này, giá bình quân giao dịch này nhân khối lượng giao dịch chính là 2,8 triệu cổ phiếu. Thì đây là một con số mà sẽ hay được nhắc đến trong các bản tin thị trường. Giá trị giao dịch trên vốn hóa chính là bằng cái giá trị giao dịch này vừa chúng ta vừa nhắc ở trên đó, chia cho vốn hóa, chia vốn hóa đây ạ. Nếu như cái giá trị giao dịch trên vốn hóa này mà ở mức rất là cao, thể hiện rằng là công ty này dường như cái free float nó rất là lớn, thể hiện rằng là những cổ đông mà nắm giữ chắc chắn, những gọi là tay strong hand ạ, nắm giữ chắc chắn thì rất là ít, thể hiện rằng là dường như là công ty đó có vấn đề. Vâng ạ. ROE là suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu, chính là bằng lợi nhuận sau thuế chia cho equity, tức là chia cho cái BVPS này đó. BV. ROA là suất sinh lời trên tổng tài sản, bằng return trên cho tổng tài sản của công ty. Return tức là lợi nhuận sau thuế đó. Vâng ạ, thì hôm nay Tuấn đã trình bày đến quý vị nhà đầu tư về cái thông số cơ bản trong đầu tư cổ phiếu. Xin hẹn gặp lại quý vị nhà đầu tư trong một buổi chia sẻ tiếp theo ạ. Xin chào, hẹn gặp lại ạ.